Xin chào bạn, hôm nay là mùng 1 Tết dương lịch thì sáng nay mình mới tái khám cho một khách căn nha bụng với một khách là đang mổ sụn sườn. Thì người khách mà căn nha bụng á tặng mình cái hộp quà, thì trong cái hộp quà các bạn thấy là có một cái hạt mắc ca đúng không, một chai dầu gió với lại mà hai hộp thuốc. Lúc mà mình mở cái hộp ra mình nhìn vô cái vỏ mình thấy hai hộp thuốc, cái nó chết rồi, sao bệnh nhân để quên thuốc rồi. Nhưng mà không phải, cái này tới hai hộp thuốc lận. Thì tại sao bệnh nhân lại tặng thuốc mình các bạn? Tại vì cái thuốc này á là ở bên Úc, khách này ở bên Úc về. Thì bên Úc á, bên nước ngoài á, người ta có thể mua cái paracetamol là cái thuốc giảm đau hạ sốt mà không cần phải có chữ ký của bác sĩ, cho nên họ mua được. Và những cái thuốc này nó thông dụng, mà kiểu như cái thuốc này là thuốc ở bên nước ngoài về á, cho nên là rất là quý, cho nên họ tặng mình. Đó, lần đầu tiên bác sĩ được khách hàng tặng thuốc, các bạn thấy không, vui không? Đó,